Kính chào bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông trên kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16. Thưa bà con, đà điểu được biết đến như là một loài chim chạy lớn nhất trên trái đất. Thịt đà điểu có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng cholesterol thấp, được coi là thịt sạch của thế kỷ 21. Tại Việt Nam, chăn nuôi đà điểu thịt đang mang lại giá trị kinh tế cao, phục vụ nhu cầu trong nước và hướng ra xuất khẩu. Sau đây xin kính mời quý vị và bà con cùng tham quan những trang trại chăn nuôi đà điểu thịt hiệu quả tại thành phố Hà Nội. Tám đến 9 giờ sáng là thời điểm gia đình ông Mai Viết Đề cho đàn đà điểu ăn và vận động. Trong khu vườn rộng chừng 200 mét vuông này, ông Đề thả nuôi gần 50 con đà điểu thương phẩm. Mỗi con đà điểu này nặng tới gần 1 tạ. Theo ông, để nuôi đà điểu thì yêu cầu đầu tiên là phải có đất đủ rộng để cho chúng chạy nhảy. Một con thì nó phải mấy chục mét vuông, tại vì nó còn chạy, mà cái con này cơ bản là nó chạy được chỗ chạy thì nó phát triển tốt hơn. Cỏ voi, bèo tây hay cây hoa ngũ sắc, cây xuyến chi, đây là những loại rau xanh ưa thích của đàn đà điểu. Mỗi một ngày, một con đà điểu trọng lượng 80 kg có thể ăn tới 3 kg rau xanh. Ngoài thức ăn công nghiệp của gà hay thức ăn phối trộn từ ngô, thóc, lúa mì, cám gạo, thì rau xanh chiếm một phần quan trọng trong khẩu phần ăn của chúng. Việc tận dụng được các sản phẩm nông nghiệp địa phương chính là một thuận lợi khi nuôi đà điểu. Nó ăn được rau thì nó cũng phát triển mạnh, tại vì ăn rau vào là cái mề của nó rất là to. Thế và nó phát triển cái cơ đùi của nó với ấy là nó phát triển rất là nhiều. Thói quen của đà điểu sống ở sa mạc luôn thường xuyên tắm cát để làm sạch cơ thể và loại bỏ các ký sinh trùng ngoài da. Vì thế, toàn bộ nền chuồng và sân chơi, ông Đề trải lớp cát dày để chúng có thể thoải mái tắm cát như ngoài môi trường tự nhiên. Không những thế, đây cũng là cách giúp đảm bảo an toàn cho đôi chân đà điểu, bởi chúng rất hay chạy và tốc độ có thể đạt tới 50 đến 60 km/h. Con đà điểu này nó rất là hay chạy. Vườn là phải rải được 15 phân cát san phẳng thì nó nuôi con đà điểu thì cái chân nó chạy nó đảm bảo nó không hay bị gãy chân. Con đà điểu này rất hay bị trật khớp. Đà điểu rất ít bị bệnh và chống chịu tốt với thời tiết. Do đó, việc phòng trừ bệnh tương đối đơn giản. Theo ông Đề, trong quá trình chăn nuôi chỉ cần đặc biệt lưu ý thời điểm mới bắt con giống về nuôi và giai đoạn úm sau đó. Bắt giống về là mình phải cho nó ở trên thảm khoảng độ 15 ngày, tức là giải thảm ra để úm, cho nó nằm trên thảm là 15 ngày xong bắt đầu với cho ra cát. Đấy. Thì trong 15 ngày đó mình úm thì cái nhiệt độ mình điều tiết cho nó lúc nào cũng phải từ 30 đến 32 độ. Theo ông Đề, đà điểu thương phẩm từ khi bắt giống về đến khi có thể xuất bán thường mất từ 8 đến 10 tháng. Từ 50 con đà điểu thịt, mỗi lứa ông Đề có thể thu lãi gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông, lợi nhuận có thể còn cao hơn nữa nếu lượng thức ăn xanh trong khẩu phần ăn của chúng tăng lên. Chi phí trong một thời gian mình chăn thả từ 8 tháng đến 9 tháng thì mỗi một con là nó hết khoảng độ 2 triệu rưỡi tiền thức ăn. Với lại 1,5 triệu tiền giống. Còn mình cắt cỏ cho nó ăn nhiều thì cái lợi nhuận nó cao hơn. Thì mình đỡ phải cho nó ăn nhiều cám. Thì cái lợi nhuận mỗi một con nếu như mà mình trừ chi phí hết rồi thì nó cũng được khoảng 1,5 triệu một con. Tại Việt Nam, sau gần 20 năm nghiên cứu và phát triển đà điểu, Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi Đà điểu Ba Vì thuộc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương đã chuyển giao rộng rãi trong sản xuất tại nhiều vùng sinh thái. Đến nay, đã có khoảng trên 17.000 đà điểu giống được nuôi tại các trang trại trên cả nước. Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi Đà điểu đã hàng năm đã chuyển giao 3 đến 4.000 con đà điểu giống ra ngoài thị trường và cho một cái hiệu quả kinh tế rất là khả quan.
đặc biệt là các hộ dân đã đầu tư mỗi mô hình nhỏ là từ 30 đến 50 con và mô hình lớn là trên 300 con. Mặc dù đà điểu được xếp là gia cầm, nhưng thịt của chúng lại đỏ chứ không có màu trắng như hầu hết các loại chim khác. Loại thịt này còn được ưa chuộng bởi những giá trị dinh dưỡng cao, rất bổ cho phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch và trẻ em tuổi phát triển. Da đà điểu còn là nguyên liệu dùng để sản xuất các mặt hàng cao cấp. Mỡ, lông, xương, vỏ trứng và móng là nguyên liệu quý dùng chữa bệnh, làm mỹ phẩm và đồ trang sức. Hiện nay, thị trường đà điểu thịt còn khá rộng mở. Tuy nhiên, con giống đà điểu lại khá khan hiếm và giá giống cao. Việc chăn nuôi đà điểu cần vốn lớn và những hiểu biết đầy đủ về kỹ thuật chăn nuôi chúng. Vì vậy, cần có thời gian để người nông dân làm quen và tìm hiểu về đối tượng chăn nuôi này.